Nhưng mà thầy lặp lại là con không được quan tâm tới giọng hát của con. Con chỉ quan tâm tới cái cánh tay của con và cái bụng của con thôi. Khi mà con xô thật mạnh nhá, bụng của con rất cứng. Nếu con xô thật mạnh đúng lời thầy, con phải hứa và làm đúng lời thầy. Con dùng toàn bộ sức mạnh của con để xô vào bức tường này, hiểu chưa? Chuẩn bị. Khi nào thầy kêu xô là phải xô nha. Có lấy hơi bình thường không nè? Lấy hơi bình thường. Chuẩn bị. Chuẩn bị thôi. Nghe thầy làm mẫu rồi con làm nha. Chuẩn bị. Xô. Ok, bây giờ con bỏ bức tường ra. Cảm giác vừa rồi của con như thế nào, bây giờ con làm y như thế ấy. Đây là mẹo. Và thầy đã dùng cái mẹo này để trị cho rất nhiều người rồi, và thầy đều thành công khi người ta thiếu hơi. Tại vì sao nhá? Tại vì khi con xô á là con đâu có để tâm tới, con đâu có để tâm tới cái giọng hát. Lúc đấy con chỉ bị xô thôi, con cứ hát lại được thôi kệ mẹ, đúng không? Nhưng mà cái lúc đấy con lại hát được. Thì khi mà bây giờ con xô lại đi, và con xô đi, con xô lại đi, và con để ý con xô nha, xô này. Xô và nửa chừng con đưa tay, con bỏ một tay ra, con sờ vô cái bụng con thử con nó cứng cỡ nào, con hiểu không? Con đang xô nửa chừng, đang hát nửa chừng, con hiểu không? Đang hát nửa chừng, con lấy một tay ra, con để vào bụng con thử cái bụng con nó cứng cỡ nào. 2, 3, 1. Có phải là cái bụng con nó rất cứng không? Thì khi con hát cái bụng con nó phải như vậy đó. 2, 3. Ok con, đây là cái ngưỡng của nó. Đối với nó là đốt pha, thì đối với mình là đốt lá đó, gì. Hoặc là con đối với mình có thể là xí luôn á. Nhưng mà đối với nó này là rất là cao rồi đó. Nhưng mà chứ cái bài xin lỗi thì nó chỉ sử dụng cùng lắm để nó rế sợ không đến. Bài xin lỗi nó hát bữa hát tông gì? Pha Thăng Thứ. Tông của Nguyên Hà luôn. Tông của Nguyên Hà luôn, để nó thách cái nốt trầm nhất. Nhưng mà con nghĩ là nên lên nửa cung là lên son. Em thầy nghĩ là nên hát ở son, tại vì lên son thì nó lên cao nhất. Thì để coi nốt gì. Nốt cao nhất là nghe đầu bài luôn này. Là cao nhất à? Đúng rồi. Thì nó có lá à? Đúng rồi. Xong rồi. Có tình yêu vượt qua mùa đông. Cũng là đó, nó ta đã. Vậy mà nếu như mà bạn này hát kể cả ok bạn này hát son thứ được, cao nhất nó suy dáng à. Xin lỗi mong vừa qua, xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, những nỗi những đêm mùa đông, thật nóng ấp trên. Xin lỗi con quên phải cùng tôi, tập quên một người. Cái chữ một người đó là phải rền mình mới khoe được. Một người, đưa xuống hết xuống ngực. Một người, lớn ra, vang ra. 2, 3. Một người. Đó chứ nó mới là khoe. Còn như Phúc hát về đời chưa gọi là khoe. Nó phải rền xuống ngực. Mọi người. Đó, về gọi là khoe. Đó, cứ hát thoát ra ngoài. Thoát ra vậy đó. Làm lại ha. Chúng ta tập từng đoạn một nha. bạn. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Hỏi cứ lòng này có vấn đề. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, nụ cười đắng cay lòng này, đắng cay lòng này. Đó, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lòng này. Cảm nhận lỗ tai này nghe này, lòng này, lòng này, lòng này. Đúng rồi. Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Tiếp lời hát xin lỗi đêm mùa đông, thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành, xin lỗi quên phải cùng thôi tập quên một người. Ok, làm lại lần nữa, nhẹ nhàng thôi, đúng không? Cái miệng điêu lên nó mới rõ chữ. Cái miệng dẻo lên, đóng phim ngồi nói làm sao? Nói quá trời nói luôn, nói nhanh lắm mà. Xin lỗi nha. Xin lỗi cơn mưa vừa qua. Tại vì phốc chưa rung được. Chứ nếu rung được rồi thì phải, lúc nãy nghe thằng Hoài Lâm nó hát thì mình phải rung cái chữ qua giống như chữ nó xa của nó lúc nãy vậy. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, Bây giờ mình tạm dùng cái tay nhé, để cảm nhận, lấy cảm giác. Xin lỗi, 2, 3. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, rung chữ qua, không, vừa mới phát ra chữ qua là mình rung liền. Lại nhá. Xin lỗi, xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát xin lỗi những đêm mùa đông, thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành, xin lỗi con quên phải cùng tôi ta quên một người. Đi mà cần thầy. Này đồng quá ha. Này đồng. Cái này người cũng không tin. Người không tin.